anh ấy cảm ơn nha gia đình mình nha. Đâu rồi, ai kêu em đâu rồi chị? Đây kêu BD đúng không? Rồi em qua đây tới liền. Rồi chụp đi em vòng qua lỡ em ở đây. Rồi náo loạn luôn mọi người ơi, mình tiếc với Thu Phương về chụp hình mệt xỉu. BD luôn nè, liếc thôi BD chụp đi. Đâu? Trời ơi. Mỗi mùa. Thôi bê đê nè, bé này bê đê nè bé. Trời ơi, bê đê. Tao thích cái bê đê ra hoài trời. Tính là giống mình á. Tao kính đáo, tao giấu rồi. Tao có giấu rồi, nó biết. Người ta không biết cái bê đê nè. Tao mới làm cho người ta biết cái bê đê luôn. Tao làm cái nào kinh luôn, mình mới làm cho người ta biết. Cái tay nó vậy nè. Thấy không? Thấy chưa? Rồi, chụp lại nè. Bóng luôn phải không? Rồi, men lên nè, men lên, đàn ông lên nè. Đúng rồi, mình chơi hết năm nay mình lấy vợ nè, men lên, men lên nội. Men lên. Ông lên. Mày giống bị tật quá mày. Ông đang cửa quá mấy ơi. Làm lời rồi, hiểu đi. Rồi, em nha. Lần phải ăn trứng cút chi dưỡng em kìa. Trời ơi. Trứng cút. Trứng cút đâu trên đầu người ta má. Đâu? Chim nó nhào nó đẻ hết trơn á. Ủa gì quá trời vậy, phải từ từ để yên coi. Chỉ mẹ nè. Đừng yêu con gái. Còn nó còn bóng gì rồi. Chỉ bỏ ghe đi xem cho con bé này đi. Cho bé này con đi. Cho nó biết. Cho em con đi. Được không? Ok, cảm ơn em nha. Cảm chưa? Cái ớt điện thoại nó bê đê luôn nè. Trời ơi, cái ớt bảy màu á. Trời ơi, cái màu này em thích nè, em thích màu này. Nãy giờ mấy khách giấu đi. Không ai thấy đâu, giấu đi. Khách này. Ôi trời đất. Đâu bỏ túi này nè. Chị tiết dự của em nè. Ý là tụi chị đi. Trời ơi. Con cu không có đeo kia, con cu đen. Bây giờ vô trong phòng đo ai đen nè. Còn cái gì mà chạy nghe kia tao cu đen. Kệ quay lại kệ nó kìa. Hai chị em mình quớt đi tiếp. Hai chị em mình đi đây, đi quớt đi, đi quớt đi. Quán nha mọi người. Quy quy mở cho chị miếng mua xếp đi quy. Trời buồn ngủ quá ông nội rồi. Người ta đang lên nhạc. Mọi người ơi, tôi không có sợ lần nghèo. Là thấy chưa? Té là tò, thức chưa tò. Cổ hát mà tôi sợ ghê. Cổ chừng.
cảm ơn em vì em khổ thật nhiều. Rồi vô trong cho em mấy người nè. Anh trên đường phố xa ly ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Khi chốt mang xin kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng chắc chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, anh còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa mà làm gì anh. Em nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Cái gì vậy? Thanh Bội, Yến Hình, Thiên Trường, Yến Khoái. Khoái chui đi gì rồi? Con nó lì lắm anh ơi. Với cái tiệc chiêu cuối. Tiệc chiêu cuối thôi, chị em mình làm phép. Ai vậy? Không, cái quần anh mai ở đâu đẹp quá. Cái quần nè, ta thích cái quần. Ê, cái vỏ đẹp quá chị ơi. Cái vỏ, không, cái vỏ đẹp nha. Cái dải quần đẹp quá. Ê, cái ghế nè, cái chân ghế nè chị. Cái chân, ê, coi dùm trụng cái chân em bé bây giờ. Cái vỏ nè, cái vỏ. Cái vỏ. Một áo vải đẹp kìa. Anh ơi, cái chân em cứng quá. Anh ơi, cái chân anh cứng quá, anh đá vô cuốn họng hai chị em được. Ủa sao ngu quá vậy trời. Trời ơi, mặt nhiều vú cái trời. Ê, má là tàu lao quá, cho em hửi nách anh cái. Trời ơi. Ok, ok. Ok, ok. Ôi, như em bự ảnh luôn á anh. Rồi, ok. Ok, được không chị? Anh tớp. Ok, tớp hay bắt. Cái gì vậy má? Ảnh center. Center. Center, đúng không? Center. Ok, đấy em. Trời. Cười lên máu xanh khóc kìa, cười lên bà nội. Ối ra lỡ. Không được, đúng rồi luôn rồi. Ối ra đi, đừng mà. Đừng mà. Ra đi. Nhả xa. Hù. Cái hộp buồn hả? Chơi không? Không. Này phòng này trong chỗ nào? Ý là ủng hộ mở hàng, lấy cái dí ra đi. Hôm bữa mở hàng tôi á. Có bữa nhớ không? Bữa lúc mà chụm vô cái đầu tôi vô. Có luôn hả? Ông chứ ai? Nhận sao? Ý là để tôi vô vậy nè, tôi bị ói á là ông với ai? Xuống cổ luôn hả? Xuống đây luôn, em đi. Không có xe gái hay vậy? Quay cái gì vậy? Anh quay cái gì vậy? Anh chụp hình, anh không được chụp hình với tôi. Anh là người dùng rồi, hình ảnh chụp xin phép người ta. Tôi có quyền bắt đòn anh đó nha. Chụp hình kìa, đi vô đây. Không được chụp hình. Không được chụp hình nhân viên tôi. Chỉ được chụp tôi thôi. Giống tạo dáng gì vậy? Không được chụp nhân. Không được chụp hình. Khoa không được chụp hình nhân viên tôi. Chỉ được chụp hình tôi. Chỉ được chụp hình tôi. Chỉ được chụp hình tôi thôi. Không được chụp hình nhân viên tôi. Kìa có dùng xe kìa. Trời ơi ôi, để chạy xe mà đeo tay phone. Cái vé này lạ quá trời lạ luôn rồi. Hay quá Phương ơi. Ê! Về đó làm. Ê! Ê mẹ. Bà đó tiếng nữa. Rồi. Có bà tỷ được hay bà tỷ? Đang làm vô cùng cái đỏ này rồi nhỏ nó đào hổ luôn rồi. Cô la hay bà càng ngày càng quá đáng quá nha. Cô la phá thì chảnh chẹ. Trời ơi. Chị ơi đang quay YouTube cái gì không được nói vậy. Đây là bạn nó giỡn lên cho hai bạn người bán rất là dễ thương nha. Đây là bạn Phi và Cha Hôn nha. Các bạn đi tên Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Minh Tâm và bà Hà. Hãy sắp đi kìa. Lộn xộn chung. Lộn xộn chung. Cái này nữa nè. Được quá đúng hả? Chụp hình để làm cái gì? Mục đích anh ở đây chụp hình là để làm cái gì? Anh chỉ được chụp tôi thôi. Không phải đi để cái chụp hình quà vậy. Tại mày đứng tạo dáng nè.
Rồi chốt rồi, bye bye nha. Thank you. Vui vẻ nha. Bye bye, bye bye. Ê, xin lỗi. Ý là bye bye khách đó đụng á, xin lỗi nha. Đụng gì á? Ý là lỡ chúng bên xô mày á. Chị chức đi chùa rồi. Mai đi. Mai nghỉ dưỡng. Mai mới đi. Trời ơi. Ngày mai đi chùa bữa nay được nghỉ dưỡng luôn hả? Ừ. Hôm qua ế quá. Ôi ôi ôi. Bà chức mà ế chỉ có sụm đầu thôi. Lên đẳng cấp lên. À mai nâng nhiều gì chức đi nè. Đúng rồi, ngày mai có gì là gửi trọng trách là của gì chức là gửi cho anh Hưng đó nha. Gửi giống cho anh Hưng đi. Đúng rồi, gì chức mà bị gì là lôi anh Hưng ra. Gì chức mà gãi chức chảnh luôn đi. Gì chức mà bị đau bụng hay gì là lấy anh Hưng ra nhà tôi nói trước ta. Dạo này cái bụng gì chức bự rồi đó. Ê. Nói lùm lum tùm la, gì chức ăn đồ ăn bị chọt bụng. Con bé này nói người ta hiểu lầm bây giờ. Cái gì hả? Đi vô hát bứng không? Có hát bứng không? Không, không có bứng. Hát bứng đi, mình tiếp hát bứng. Rồi. Ok bé. Trời dễ thương quá à. 200 mấy cây coi gặp đó. 200 mấy cây? Ừ. Rồi ôi. Chết rồi. Cười nha, cười nha. 1, 2, 3, cười. Mời một tấm nữa nha, mình bắt cận nha. Mình chú bỏ đi. Đó, mình xịt tin lên nè đó. Rồi, lấy cái lan mấy phường nữa nè. 1, 2, 3. Dễ thương. Ủa đây 200 mấy cây luôn hả? Dạ. Không mà hỏi thiệt nha, có mến chị không? Dạ mến. Em đi 200 mấy cây vậy em mến chị. Dạ. Cho chị xin 1 cây nha. Cây gì vậy? Không, ý là em đeo gì chị xin không có vậy? Ý là cho chị xin 1 cây chứ. Dạ, cây quạt. Đúng rồi, chị tính xin cây quạt. Em làm gì vậy? Trời ơi, tự nhiên em xung xuống em chụm quá chị chụm luôn. Cây quạt này hỏi sao vậy? Cây quạt hỏi gì chị? Để chị hỏi cây quạt cho em nha. Cây quạt trên đây nè má. Quên má ơi. Có chứ là cây dù. Má không phân biệt được cái nào cái dù, cái nào cái quạt hả? Đó cây gậy. Bỏ mát quá. Em sợ cây dù của ảnh đâm. Trời ơi, là con số 5. Con số 5. Cái đó, 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 thấy không? Trời ơi là trời. Xém đụng rồi đó. An toàn giao thông giùm đi nha. Rồi quay phim. Quay phim quá trời luôn rồi à. Quá trời rồi. Không cảm thấy tin viên là còn ít luôn bây giờ. Chúng Hoàng Yến như là Trung Mục Nguyên quá. Cái đèn nó lát chứ. Để vô mặt chưa? Rớt thẻ thì gì? Đây đưa đây, cho em mượn rồi. Quá luôn á, giống như là bạn Yến vậy lại. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Alo, alo, alo. Ê, điện thoại. Chị. À, anh đi vô trong kìa. Anh đi vô trong quẹo trái, thấy bà cắm đáy quẹo vô. Ủa anh ở trong vợ anh ơi. Đi tiểu. Đi rồi. Cái gì vậy? Tôi nói anh bao nhiêu lần rồi. Bây giờ anh. Bây giờ tôi làm lớn chuyện rồi, bây giờ đó anh tin không? Bởi làm cho nó thân với chị lắm á. Ủa chị em mình hứng thân mà. Hello mọi người nha. Lời nói đầu tiên xin chào bà đế.